khung cảnh này vẫn một màn đêm, có lẽ đã quá quen thuộc, vẫn chỉ online, vẫn chỉ chờ đợi điều gì đó đang ràng buộc. Đôi chân muốn chạy miệng hét thật to, chỉ vì càng nắm lại càng tù. Chỉ trách tình cảm này bạc nhược, yêu người đâu thể vội vàng được. Vì lý do đó mà vô tình anh biến mình thành kẻ đến sau. Tại sao khoảng cách chỉ qua màn hình mà lại không thể đến với nhau? Nghịch cảnh do duyên số hay lòng tin chẳng kiên cố? Yêu xa một người ở trên Facebook biết chắc sẽ không có tiền đồ. Sẽ chẳng phải buồn, sẽ chẳng phải đau nếu em rep dòng tin ấy. Hôm nay em ngủ sớm hơn mỗi ngày, những dòng tự kỷ chẳng nhìn thấy. Hoặc là có lẽ anh đã lo xa cho một người chẳng cần biết. Đến cảm xúc trạng thái anh đắm dành cho một người chẳng cần thiết. Anh thua vì quá đặt nặng tình cảm, dù biết là ảo em chẳng cần tiếc. Nếu như anh chỉ coi là trò đồ thì những dòng này anh chẳng cần viết. Trái tim tự chết từ sự vô tâm nên em chẳng cần giết. Và tình đơn phương sẽ thật phu phỉ như một bài rap mà chẳng cần biết. Vậy đừng thức khuya nữa, điều đó không tốt cho bản thân. Nhưng chẳng còn ai để mà anh khuyên khi bên em đã có vòng tay gần rồi. Đừng thức khuya nữa chỉ là cái cớ anh đặt ra. Làm sao bên cạnh chăm sóc em đây khi mà khoảng cách mình thật xa. Cũng chẳng cần thiết nữa khi bây giờ anh chỉ là người thừa. Chẳng còn quan tâm nữa khi giờ em chẳng còn như ngày xưa. Em đâu còn khóc nữa. Giờ em đang hạnh phúc lắm, sẽ là dối lòng khi nói anh vui. Vui 1%. Người ta vẫn nói đã yêu một người là phải bất chấp mọi hoàn cảnh. Cũng biết điều đó nên đâu ngại khó hứng mọi nỗi đau anh toàn lãnh. Tình cảm sẽ chẳng tạo nên kỳ tích khi bị khoảng cách chi phối. Bởi lẽ trong số 10 cặp yêu xa chỉ có một cặp là thành đôi. Nhưng đằng này thì lại khác, chỉ có một mình anh yêu thôi. Tại sao đơn phương lại còn yêu xa, hay là số phận đang trêu tôi? Anh chẳng muốn kết quả như thế, không muốn một mình trên đường về. Chỉ muốn mỗi đêm chúc em ngủ ngon và coi đó trở thành thường lệ. Cũng cảm thấy nhói chứ khi thấy rela của em và người ta. Một cách vô hình anh nên lùi lại và tự biến mình thành người lạ. Vì đó là cách tốt nhất để hạnh phúc em được trọn vẹn. Tư cách chỉ một người bạn, chỉ nên chúc phúc chứ không nên xen vào. Và dòng tin cuối cùng muốn nhắn vẫn chỉ là chúc em ngủ ngon. Dù với em chỉ là dòng tin rác, đến mãi bao lâu nó vẫn còn. Có lẽ anh nên dứt khoát chặn hết mọi thứ đến từ em, để không còn buồn khi mở inbox chỉ toàn là hiện chữ đã xem. Đừng thức khuya nhỏ, điều đó không tốt cho bản thân. Nhưng chẳng còn ai để mà anh khuyên khi bên em đã có vòng tay gần rồi. Đừng thức khuya nhỏ chỉ là cái cớ anh đặt ra. Làm sao bên cạnh chăm sóc em đây khi mà khoảng cách mình thật xa. Cũng chẳng cần thiết nữa khi bây giờ anh chỉ là người thừa. Chẳng còn quan tâm nữa khi giờ em chẳng còn như ngày xưa. Em đâu còn khóc nữa. Giờ em đang hạnh phúc lắm, sẽ là dối lòng khi nói anh vui. Vui 1% nữa. Cho bản thân nhưng chẳng còn ai để mà anh khuyên khi bên em đã có vòng tay gần rồi. Đừng thức khuya nữa chỉ là cái cớ anh đặt ra. Làm sao bên cạnh chăm sóc em đây khi mà cũng chẳng cần thiết nữa khi bây giờ anh chỉ là người thừa. Chẳng còn quan tâm nữa khi giờ em chẳng còn như ngày xưa. Em đâu còn khóc nữa. Giờ em đang hạnh phúc lắm, sẽ là dối lòng khi nói anh vui. Vui 1% nữa. Khung cảnh này vẫn một màn đêm, có lẽ đã quá quen thuộc. Vẫn chỉ online, vẫn chỉ chờ đợi điều gì đó đang ràng buộc. Đôi chân muốn chạy miệng hét thật to, chỉ vì càng nắm lại càng tù. Chỉ trách